Chỉ bên anh một phút thôi.
lời cuối nói với anh, lời từ nay chia đôi đường đôi ngã. Một lời cuối nói với anh rằng ngày mai không ai yêu anh hơn em. Rồi ngày tháng cứ trôi qua, một lần nữa anh quay về bên em. Rồi lại nói tiếp thứ tha phải mời đồng ấy. Chị muốn tốn 20 đồng không? Chụp hai cái hình. Thank you for being here with us tonight. Tôi tin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hey, I hope to see you again next time. Nếu quý vị lần sau có muốn hỏi âm thanh ban nhạc, quý vị một tràng pháo tay cho ban nhạc The Saigon Star. To the sound man right here. The Jenny for Ya In Entertainment. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lời cuối nói với anh rằng từ đây chia đôi đường đôi ngã. Một lời cuối nói